Em bắt đầu like rồi đấy. Dạ vâng ạ, xin chào tất cả các chị đẹp nhá. Rồi ok các chị gái ơi, hôm nay mình là xem sập sàn toàn bộ bài bóc sinh yêu nha. Vâng, chị gái nào mới vào chia sẻ livestream nhanh với mình đi ạ. Bởi vì em sẽ chị bán và ưu tiên chị gái nào, chị cho chị gái nào mà chia sẻ livestream bên nhà em với chị gái nhá. Nhưng mà về mới sinh yêu đồng hồ hôm nay nhà em đã xem toàn bộ hàng thu hè luôn ạ. Những hàng siêu phẩm thu hè vừa rồi mình bán 3-400, hôm nay mình chỉ xem chỉ còn là 1-200k thôi nha các chị nhá. Vâng ạ, về còn chần chừ gì nữa mà không chia sẻ livestream bên nhà em với nhá. Dạ vâng, ok, xin chào tất cả các chị yêu. Vâng, chị gái nào mới vào cứ chào nhé một câu hoặc cho em xin một cái dấu triệu cũng được để em xem sự tương tác của chị em nhà mình như thế nào nha các chị đẹp nhá. Rồi chị đẹp là hồng váy nhà mình cứ cho em xin một chấm, em sẽ lên hàng váy đẹp váy xinh với các chị yêu. Thì một mã váy xinh yêu em đâu mà trên người bên em là có đủ màu các chị gái này, có một em màu cam, có một em màu sữa và có cả một em màu đỏ đô các chị nhá. Và hiện tại siêu phẩm này nhà em là chất liệu len nhung, hàng này nhà mình là co giãn 4 chiều luôn ạ. Một siêu phẩm chất liệu hàng len nhung co giãn 4 chiều này, có đủ màu và đồng thời có cả đủ size các chị đẹp nhá. Có size S, có size M, có size L và có cả size XL luôn đấy ạ. Các chị gái từ khoảng tầm 64kg đổ xuống có thể lấy cho em là size XL này, 60kg đổ xuống lấy dùng mình là size L này, 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống 40kg lên là các chị đẹp có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S rồi đấy ạ. Vâng ạ, các chị gái ơi còn chần chừ gì nữa mà không chia sẻ livestream cho mình đi ạ. Dạ vâng, xin chào chị Hồng Diễm, em xin chào chị BT Kiều, em xin chào chị Giang Nguyễn và xin chào tất cả các chị đẹp bên nhà mình nhá. Vâng, một mã váy xinh yêu đó đủ màu và có đủ size, bình thường một cái váy người ta may 2 tà, tà trước tà sau nhé, may 8 tà luôn này. 1 2 3 4 này 5 6 7 8 đằng sau luôn nha chị nhá. Cắt từng mảnh ra xong rồi may vào được cái lên form nó rất là đẹp này, cực kỳ tôn dáng và giữ dáng chị em mình nhá. Nhìn thì có vẻ rất là ôm tại vì cái đường may này tạo cảm giác nhìn người chị em mình rất là ôm, rất là gọn. Nhưng mà thực ra em mặc lên người không hề bị ôm quá chị nhá. Ôm vừa tầm đẹp và lên form thế nào đấy ạ. Rất là chuẩn luôn nha các chị nhá. Kể cả những cái đuôi cá ở dưới này rất là nhẹ nhàng và uyển chuyển. Đang có cái giá hết sức là yêu thương cho chị gái nào mà chia sẻ livestream bên nhà mình đấy nhá. Em lấy các màu váy này đi chị. Ok chị gái ơi, chị cái này nhà mình là có đủ màu chị ơi, có một em màu cam này, có một em màu sữa này và có luôn một em màu đỏ đô các chị gái nhá. Và đồng thời hàng này nhà em là dáng váy may mặc thiết kế bên nhà mình. Vậy nên là các chị yên tâm có đủ size S, size M, size L và có cả size XL. Các chị đẹp 64kg đổ xuống lấy dùm em là size XL, 60kg đổ xuống lấy size L, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg đây là lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S nhá. Và hiện tại hàng đang mặc trên người là hàng số lượng có hạn bên nhà mình, chỉ bán cho chị đẹp nào chia sẻ và comment cho em đúng cú pháp. 29k một em màu cam, 29k một em màu sữa, 29k một em màu đỏ đô và cho em cái số điện thoại đằng sau các chị nhá. Đồng thời là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Lên cho em là 100 người xem đầu tiên, em bắt đầu chốt hàng này với giá là 29k cho tất cả các chị đẹp bên nhà mình nha các chị nhá. Và các chị xem này, từ cái nhún tay nhà mình cũng rất là tinh tế này, không hề nhún lên nhiều quá các chị gái này. Form này nhà em lên dáng cực kỳ xinh chị nhá. Đó, tay nhà mình có cả cúc lên form quá trời đẹp, quá trời xinh. Đang có giá là 29k các chị đẹp ơi. Comment cho em cùng cú pháp 29k cam, 29k một em màu sữa hay màu trắng đúng không các chị nhá, 29k một em màu đỏ đô và cho em cái số điện thoại ở đằng sau luôn này. Đồng thời chia sẻ livestream bên nhà mình các chị nhá. Đạt cho em là 100 người xem đầu tiên, em bắt đầu chốt hàng này với giá là 29k đấy ạ. 29k mã đang mặc trên người, chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp bên nhà mình đi ạ. 29k size S, size M, size L, size XL và có cả màu luôn nha các chị đẹp nhá. Đúng rồi, 64kg đổ xuống lấy cho em là size XL, 60kg đổ xuống lấy dùm em là size L, 55kg đổ
xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg đổ lên là các chị đẹp hoàn toàn có thể lấy cho nhà mình là size S rồi đấy ạ. Đúng rồi, 29k, màu này, size này và số điện thoại đằng sau luôn nha các chị nhá. Vâng ạ, comment cho em đúng cú pháp và comment thật là nhiều vào. Không phải chỉ comment một lần là được đâu ạ. Các chị ơi, những chị gái nào mà mới vào hoặc chị gái nào mà chưa cập nhật được tình hình á thì cứ chia sẻ livestream bên nhà mình mới được tặng quà các chị nhá. Chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trong hội nhóm ạ. Các chị chia sẻ nhanh, comment nhanh, lên người xem nhanh, em tặng quà nhanh, sau đó nhà mình sẽ bán hàng luôn nha các chị nhá, được không nhở? Vâng ạ, các chị ơi, 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu chốt hàng này với cái giá là 29k các chị nhá. Đó, đây là đồng thời những chị gái nào đang chưa chia sẻ livestream bên nhà mình thì nhanh tay chia sẻ giúp em. Còn chị gái nào đã chia sẻ rồi thì nhanh tay comment cho em 29k màu cam, 29k màu sữa, 29k màu đỏ đô và cái số điện thoại đằng sau. Một siêu phẩm mã váy vai mặc ôm body vừa tầm đẹp nhà mình các chị nhá. Đó, lên dáng quá trời đẹp, quá trời xinh. Vải này nhé, là vải hàng len nhung co giãn 4 chiều, khá là dày dặn và mềm mịn nha các chị gái nhá. Khá là dày dặn và mềm mịn các chị nhá. Ok chưa ạ? Các chị ơi, lên người xem giúp mình nhà chị bán hàng đi ạ. Rất là muốn bán hàng. Em livestream chắc chắn là muốn bán hàng phải không ạ? Nhưng mà em đang muốn tặng quà trước, sau đó nhà mình sẽ bán hàng và làm thế nào các chị em để được mua hàng nhanh nhất có thể và được tặng quà, nhận quà nhanh nhất có thể. Thì các chị gái chia sẻ livestream với mình không ạ? Em tặng quà xong nhà mình sẽ bán hàng nhá. Đó, em hoảng thế, livestream để bán hàng các chị em là chính chứ không phải tặng quà là chính đúng không ạ? Em rất là muốn tặng quà các chị em khoảng tầm 5 đến 10 phút đầu giờ thì em mình cùng vui vẻ với nhau đã. Ok chưa ạ? Lên người xem em tặng quà, tụi người xem em bán hàng luôn vào ngay các chị gái nhá. Vâng ạ, chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân, 5 lần trong hội nhóm. Ok chưa, không cần chia sẻ nhiều. Đôi khi là các chị đẹp chia sẻ nhiều có khi còn bị chặn chia sẻ đấy ạ. Chỉ cần chia sẻ cho em đúng 2 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trong các hội nhóm này, sau đó comment cho em đúng cú pháp 29k một em màu cam, 29k một em màu sữa này, 29k một em màu đỏ đô và cho em cái số điện thoại đằng sau các chị gái nhá. Ok chưa, lên 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu chốt hàng các chị gái với giá là 29k các chị đẹp nhá. Và hiện nay cũng có rất là nhiều chị em đang nóng lòng để mua hàng bên nhà mình rồi, nhưng em vừa muốn bán vừa muốn tặng các chị đẹp đấy ạ. Dạ vâng ạ, chia sẻ liền tay giúp em đi ạ. Đúng rồi các chị ơi, chia sẻ cho em các chị gái nhá. Lên 100 người xem em bắt đầu chốt hàng với các chị đẹp luôn. Rồi các chị gái đang theo dõi livestream bên mình mà chia sẻ lên người xem rất là nhanh luôn đấy ạ. 29k đủ size chị nhá. Hàng này nhà em là một siêu phẩm chất liệu hàng len nhung. Hàng len nhung mềm mịn và dày dặn, co giãn 4 chiều. Đồng thời hàng này nhà em là dáng may mặc thiết kế bên nhà mình. Vậy đây là các chị yên tâm luôn luôn là có đủ size nhá. Có size S, có size M, có size L và có cả size XL. Các chị đẹp 64kg đổ xuống lấy giùm em là size XL này, 60kg đổ xuống lấy giùm em là size L này, 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống 40kg đổ lên là các chị gái có thể lấy cho nhà mình là một siêu phẩm size S đấy ạ. Đó vâng nha, em đã chia sẻ rồi, ok, cảm ơn chị đẹp rồi. Chia sẻ nhiệt tình và comment nhiệt tình cho em nhá. Rồi lên người xem nhanh, em tặng quà nhanh và bán hàng các chị gái nào. Có váy nào form nhỏ với ngắn không chị ơi? Có nhá chị nhá. Gì cái gì nhà em cũng có đấy ạ. Dạ vâng các chị gái ơi, rồi ok chị chờ chị ạ. Trần Dầu này, Loan Nguyễn này, Văn Thắng này, chị Dạ Hải Yến này, Hoàng em thấy tất tần tân và tất tần tương các chị gái ở đây rồi đấy ạ. Vâng ạ, các chị ơi nhanh tay chia sẻ livestream bên nhà mình đấy ạ. Và sau đó comment cho em đúng cú pháp nhá. Lên 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu chốt hàng này với giá là 29k trong vòng đúng 2 phút nữa đấy á. 2 phút nữa nha các chị nha. Vì em nói thật cũng có rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng bên nhà mình rồi. Và nhà em không phải chị gái nào muốn mua cũng được đúng không ạ? Đó, thường là nhà em giờ này đang bị cháy hàng đó. Và hàng dạng váy may mặc thiết kế bên Hương Tokyo là các chị biết rồi đấy ạ. Đó, lên form quá trời đẹp và quá trời xinh, cái giá thành cực kỳ là yêu thương các chị nhá. Mà năm mà chị ngồi 29k còn chần chừ gì nữa mà không chia sẻ livestream và comment cho em đi ạ. Đó các chị đẹp ơi, chia sẻ giúp em đi 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên hội nhóm. Em thật em nói giã cả cổ họng ra luôn á. Lên 100 người xem em mới bắt đầu tặng quà các chị đẹp nhá. Những chị gái đang comment đã chia sẻ đồng thời mà chưa chia sẻ là em không thể tặng quà đâu ạ. Em không thể tặng quà đâu ạ, bởi vì bên em sẽ có hệ thống kiểm tra các chị đẹp nhá. Chia sẻ giúp mình và comment cho em ạ, giúp mình giúp nhau, chúng mình giúp nhau. Đó, gần là như thế ạ. Đó, lên người xem nhanh em tặng quà nhanh, sau đó nhà mình sẽ bán hàng các chị nhá. Em ơi các chị ơi, dạo này tặng quà chị em các chị khó quá. Em bán hàng đi ạ. Em nói thật luôn, em giờ này tặng quà các chị khó, có cái đào nó có lên được hay không rất là nhìn một phát là ra ngay. Các chị em cứ chia sẻ nhiệt tình lên người xem rất là nhanh đó. Em nói thật, cái đào có lên được hay không thì nó cứ dừng lại như thế, nó nhìn một phát là ra ngay phải không ạ? Ok chưa? Thì hôm nay em chỉ bán hàng chị đẹp nào mà chia sẻ livestream với nhà mình em thôi nha các chị gái nhá. Ok chưa ạ? Vâng ạ, mà năm mà trên người cũng rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng rồi. Chất liệu này nhà em là một siêu phẩm chất liệu hàng len nhung các chị nhá. Nó hàng này nó phù hợp vào khoảng tầm mùa thu đông. Nó khá là phù hợp để mặc khoảng tầm mùa thu đông này các chị nhá, có giãn ạ. Hàng này mình có giãn nha các chị đẹp nhá. Ok chưa? Bây giờ em bán hàng thì em không tặng quà nữa đâu ạ. Có khi bây giờ em thấy là hình như ở live nhà mình các chị em có vẻ là thích mua hàng hơn là thích tặng quà
máy sau ấy. Đó là em cứ bán hàng với các chị đẹp nhá, ok chưa? À, đã chia sẻ rồi chị ơi, rồi cảm ơn tất cả các chị đẹp đã chia sẻ livestream với nhà mình. Đó, nhưng mà không lên được người xem thì thôi các chị ạ. À, em bảo rồi lên để người xem tặng quà, tụt người xem bán hàng. Rất là nhiều chị gái cũng rất là muốn mua hàng bên nhà mình đó. Và cũng rất là nhiều chị em đang muốn được tặng quà, là chị gái nào mà đang hóng quà thì hẹn các chị một like sau. Còn bây giờ mình xin phép bán hàng nhá. M58 ấy ạ, không hề ngắn chị ơi, em cao M56 này. Chị em mình là chiều cao tương đương với nhau. Em cao 1m56 và em 46kg. Tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S bên nhà mình các chị nhá. Dạ vâng ạ, ok nào. Em bắt đầu bán mã đang mặc trên người. Em xin phép dừng chốt tặng quà. Em bắt đầu bán mã đang mặc trên người nha chị gái nhá. Chia sẻ livestream của mình và comment cho em đúng cú pháp nào. Mã đang mặc trên người là mã số V289, có đủ màu và có đủ size. Có một em màu cam, có một em màu sữa và có cả một em màu đỏ đô các chị nhá. Đó, một em màu đỏ đô luôn chị gái này. Có size S, có size M, có size L và có cả size XL. Nhà mình đang sale còn 289k mã số V289 này. Các chị yêu ơi, có size L và size XL luôn đấy ạ. 64kg đổ xuống này cho em là size XL, 60kg đổ xuống này size L, 55kg đổ xuống này size M và 50kg đổ xuống 40kg lên lấy cho nhà mình size S nhá. Vâng ạ, váy này nhà em đang có giá là 289k, hàng nhà dàng váy may mặc thiết kế bên nhà mình các chị nhá. À, các chị có thể để ý số nhà em, một cái váy người ta chỉ may 2 tà, tà trước tà sau thôi. Nhà mình có 8 tà luôn nha, 1 2 3 4 này, cắt từ mảnh ra xong may từng mảnh váy này vào các chị gái này. Lên form rất là đẹp. Lên form rất là đẹp này, tôn dáng và gọn dáng cực kỳ luôn ạ. Và kể cả cái tay này mình nhún cũng rất là xinh các chị nhá. Đó, 289k mã số V289 các chị ơi, nhà mình dừng chút 29k rồi đấy ạ. 289k mã số V289 này. Chất liệu này nhé, là một siêu phẩm hàng len nhung mềm mịn và dày dặn luôn nhá. Co giãn 4 chiều luôn ạ. Vâng ạ, chị Lý Cao cho em xin số điện thoại nhà mình chốt đơn nhá. Dạ vâng ạ, chị Mimi Nguyễn có hàng nha các chị đẹp nhá. Các chị ơi, chúc đúng 10 chị đầu tiên nha. Đó, thực sự thật nhà em nói rồi, em không có nhiều hàng. Mà nhân công này là sắp đến Tết rồi, nhân công người ta nghỉ hết rồi. Đấy là các chị em nào mà lấy được tranh thủ comment giờ. À, comment nhanh giúp mình đi ạ. Ờ, cho em cái giống chị mặc dạ. Vâng ạ, chị Tiểu Gia Gia cho em cái số điện thoại để nhà mình chốt đơn nhá. Ờ, các chị ơi, chất liệu rất là đẹp luôn. Đang có giá là 289.000, đủ màu và có đủ size các chị nhá. Chốt cho đúng 10 chị nhá. Ờ, vâng ạ, các chị ơi, 289k mã số V289 này, lên form rất là xinh. Đó, và chị gái nào mà có thời gian thì có thể là lên page nhà em xem những cái video nhà mình đã quay rồi ý. Thực sự luôn, ở ngoài nó đẹp hơn trên live rất là nhiều. Trên live đôi khi ánh sáng nó hơi ảo đấy ạ. Ok, chị Mimi Nguyễn có hàng đấy nhá. Chị Hải Yến ơi, nhà mình dừng chốt 29k rồi đấy ạ. Ở hôm trưa nay tìm nhà mãi mà không được. À thế á, thế chị phải gọi cho em chứ, thì em sẽ có người chỉ hàng, chỉ nhà cho chị. Đôi khi là nhà em nó hơi khó đi mà người ta đang mới làm đường ấy, thì bên em sẽ có, chị gọi điện cho em thì em mới chỉ cho chị được ạ. Rồi 289k nhá, hàng em mà chất liệu len nhung nhà mình chị gái nhá. Em cao 1m56, 46kg. Rồi ôi, chị Tiểu Gia Gia, chị em mình là từ chiều cao cân nặng tương đương nhau này. Em cũng cao 1m56 và em 46kg luôn. Đó, thì tất cả mọi sản phẩm bên em cũng đều mặc size S bên nhà mình nhá chị nhá. Chị Tiểu Gia Gia này sẽ đẹp luôn rồi đấy ạ. 286k chị gái nhá, size XL khoảng tầm 64 chị ơi. Chị về có mèo, chị đẻ vào tủ quần áo của chị. 64kg đổ xuống này và khoảng tầm 60kg lên là có thể lấy cho em sách L rồi nha các chị nha. Mã số V289 ạ, 289k, có màu cam này, có màu sữa và có cả màu đỏ nhá. Rồi ok, chị Ánh Tuyết có hàng nhá. Dạ vâng ạ, màu vàng này xinh, thưa nhìn có vẻ rất là màu giống màu vàng ở trên line, nhưng mà ở ngoài line là màu vàng cam. Vàng cam các chị nhá, màu cam nhá. Đó, vàng cam chị nhá. Nó đậm hơn ở trên line, ở ngoài line một tí. Khi mà các chị em xem video mình sẽ thấy cảm giác ủa ôi, đẹp thật sự luôn đấy ạ. Đó, còn cái livestream đôi khi là ánh sáng nó không được thật lắm, ánh sáng ở gương, ánh sáng bóng điện nó hắt vào nhiều quá, nó nhìn cái này áo này của em nhìn màu nó sáng hơn bao nhiêu ấy. Còn khi mà ánh sáng tự nhiên thì nhìn nó màu dễ chuẩn hơn rất nhiều nha các chị nhá. Rồi các chị ơi, hôm nay nhà mình mới lên màu sữa đấy, em sẽ mặc màu sữa nhá. Cái màu sữa các chị em mặc lên rất là trẻ luôn, đang còn vẫn đồng giá như vậy nhá, 289.000 nhá. Rồi ok, lên cả màu sữa nha các chị đẹp nhá. Rồi các chị gái đang theo dõi livestream bên nhà mình thì chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ với em ạ, em lên váy xinh quá chị nhá. Cháu ơi. Đây. Đây màu sữa đây các chị gái này. Xinh lắm luôn. Đó, khi mà các chị mặc màu sữa thì có mắt nhìn các chị gái trẻ trung hơn một xíu nhá. Nói chung khi mà các chị mặc màu trắng thì cũng là nhiều trẻ trung hơn. Các chị em mặc màu đen này rất là nhiều.
còn màu vàng với cả màu cam vàng với cả màu đỏ vừa rồi ấy, thì bảo lại sáng ra nhá các chị nha. Rồi 289k một mã đang mặc trên người này, 4 tà nhà mình luôn nhá. 1 2 3 4 luôn này, lên form rất là xinh các chị gái này, kể cả từ cái nhún vai cũng rất là đẹp nhá. Đó, từ cái nhún vai từ cái tay mình lên form rất là xinh các chị nhá. 289k một siêu phẩm váy may mặc thiết kế bên nhà mình, có đủ màu và có đủ size, có size S, M, CL và có cả size XL. Các chị 64kg đổ xuống lấy giùm em là size XL, 60kg đổ xuống lấy giùm mình là size L, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống, 40kg lên là các chị đẹp có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S rồi nhá. Vâng ạ, à, chị đẹp nào lấy hàng combo luôn cho em V289 màu sữa này, V289 màu cam, V289 màu đỏ và sữa thoại đằng sau luôn nhá. Ok nhá, toàn chia sẻ nhưng mà hình như toàn tặng người quen hay sao. Ui, em không tặng được ai cô. Hôm nay em chẳng tặng được ai cơ. Chị ơi, hôm nay em đã tặng ai đâu mà nói. Chị à, em rất muốn tặng quà các chị gái nhưng mà em không tặng được ai để mình buồn cơ. Em rất là thích tặng quà, tặng quà xong bán hàng sướng lắm. Các chị ạ, à, thề tặng khoảng tầm 3-4 chị thôi, sau này bán hàng các chị em bán hàng nó vào lắm. Là nó cũng đỡ tốn, đỡ sót hơn bao nhiêu rồi đấy. Nhưng mà em nói thật với chị gái luôn là hôm nay em không tặng được ai cho chị cơ. Đó, em đang bán hàng rồi chị ạ, à. Em bán hàng rồi vì em thấy rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng bên nhà mình nhá, chị Loan Nguyễn nhá. Thì mã đang trình em đang bán hàng rồi, từ hôm nay là em sẽ tặng cho chị đẹp nào đang ở giá là 289.000 mã số V289 này đó. Chị đẹp nào lấy hàng thì cứ comment cho em V289 một em màu sữa nhá. Một em màu sữa hay màu trắng đâu nha các chị nha. V289 một em màu cam này, V289 một em màu đỏ đô này, vào cho em cái số điện thoại đằng sau các chị nhá. À, hàng này nha, hàng chất liệu hàng len nhung dày dặn và mềm mịn vừa tầm. Là chị gái nào mà mua hàng này nhà em là biết luôn, lên dáng rất là xinh và lên form cực kỳ đẹp nha, chất liệu cực kỳ tuyệt vời. À này nha, kiểu chất liệu cao cấp mà giá lại hết sức là bình dân luôn đấy ạ. 289k chị đẹp nào lấy hàng công một luôn cho em nhá. Còn chị đẹp nào muốn qua mã cho em xin một chấm em sang mã mới các chị yêu nhá. Rất là nhiều mã váy xinh yêu đang đợi chờ chị em nhà mình đấy ạ. Rồi, comment cho em một chấm nào để em sang mã mới các chị gái ạ. Để biết là các chị yêu vẫn đang hóng hàng bên nhà mình nhá. Thì mã mà trên người đang có giá 289k, có một em màu sữa, một em màu cam này, màu cam vàng đấy, một em màu đỏ đô này các chị gái này, đủ size S, M, CL và có cả size XL nhá. 64kg đổ xuống lấy XL giúp em, 60kg đổ xuống lấy giúp em size L, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho nhà mình size S nha. Vâng ạ, chị gái đã lấy hàng có một luôn cho em V289 màu và số điện thoại rồi ok. Muốn qua mã cho em xin một chấm em biết được sao mã mới với các chị đẹp nhá. Ôi, váy nhà này bạt ngà luôn á. Rồi, mà màu đỏ đi em chị gái ơi, màu đỏ lên dạng cũng khá là xinh đấy. Tuy nhiên là thôi, khi là em hẹn chị một ai khác nhở. Mình sẽ màu đỏ với chị đẹp sau nhá. Bây giờ mình xin phép là sang mạng mới với chị yêu nhá. Ê, mình có hàng không rồi em bỏ. Không mua cái à? Không mua hồng kìa. Đỏ xét chị Hải Đinh ơi, cho em xin số điện thoại để nhà mình chốt đơn chị đẹp nhá. Đó, có số điện thoại nhà mình dễ sẽ rất là nhiều đó. Chị em làm việc như thế rất là dễ. Là các chị ơi muốn qua mã cho em một chấm luôn. Đó, còn là để em sang mã mới luôn nha. Thế này mặc cái dài vậy em không? Em không tắm dài đâu. Cái đó phải em nhỉ? Phải nhất mình ngắn hay dài, cái dài mình đâu? Dài là cái màu đặc nhạc ấy. Đang mặc bao nhiêu shop 289k, chị ơi nhà mình có size nhá, size S, M, CL, size XL nhà em có đủ cả luôn đấy ạ. À, các chị gái 64kg đổ xuống lấy cho em size XL này, 60kg đổ xuống lấy size L, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống, 40kg lên có thể lấy cho em size S nha. Rồi em sẽ lên luôn cả màu đỏ các chị xem đi, cho một thân là anh nhà mình tìm mã mới nhá. Em sẽ lên luôn màu đỏ các chị xem này, đang có giá là 289k và cái chất liệu này nhà em là một em chất liệu hàng len nhá, hàng len nhung có dạng 4 chiều, mềm mịn và dày dặn vừa tầm nhá. Vâng ạ, à, chị Hải Đinh ơi, bổ sung cho em số điện thoại để nhà mình chốt đơn với các chị nhá. À, không có số điện thoại nhà mình nó hơi khó để chốt đơn đấy ạ. Đó, ok chị nhá. 56kg cao 1m65 phải không ạ? Chị ơi, chị lấy size L đi. Lấy size L cho thoải mái nhá chị gái nhá. Rồi em sẽ lên cả màu đỏ các chị xem nha.
Thực sự thì ở ngoài lan nó sẽ kiểu đỏ rượu, đỏ đậm hơn trên lan một tí nhá. Ok chị Nguyễn Thị Hường thưởng quá hàng nha chị nhá. Nguyễn Thu Hường. Nguyễn gì ạ? Nguyễn Thu Hường hiểu không ạ? Ok nhá. Lên váy có cúc ở vai chưa? À cái váy có gì nhỉ? Có cúc ở vai, cái này hiểu không ạ? Cúc 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 ở vai là cái vàng vàng. Cái này hiểu không ạ? Cái này hiểu không ạ? Ok chị đẹp ơi, nếu chị học mã này thì mình sẽ đem mã này luôn nha. Rồi, à, mã 5 mặc trinh là một siêu phẩm màu đỏ. Đấy, đang định sang mã mới rồi. Nhưng mà cái mã mới là tìm không có ra. Rồi rồi, em sẽ mặc cái màu đỏ các chị đẹp đã. Sau đó thì mình sang mã mới nhá. 289k này, lên form đẹp khỏi bàn luôn. Đẹp khỏi bàn luôn chị đẹp ạ. Bình thường một cái váy người ta may 2 tà nhà em hay 4 tà, 8 tà luôn này. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Tất cắt từng mảnh ra xong may vào nhá. Lên được em form váy rất đẹp luôn. Là ôm vừa tầm đẹp này. Đó, người chị em mình rất là uyển chuyển và gọn người nhá. Không hề bị ôm quá, ôm vừa tầm đẹp nhá. Có đủ size luôn, hàng nhà em là giảm ngoài may mà thiết kế bên nhà mình. Đó, vậy nên các chị yên tâm, đủ size S, size M, size L, size XL bên mình có đủ cả. Lấy hàng comment cho em mã số V289 này, size và số điện thoại nhá. Đó, 64kg đổ xuống là XL, 60kg đổ xuống là L, 55kg đổ xuống là M, 50kg đổ xuống, 40kg lên là cho mình size S nha. Rồi ok, sang một mã váy mới với các chị nhá. Sang một mã váy mới nhá. Váy đuôi cá nào nữa không em? Còn chị à, váy đuôi cá thì mình còn một vài mã nữa. Rồi rất nhiều chị đẹp hoàng mã mới, em sang mã mới luôn nha. Được chị nhá, chờ nhé em một xíu này. Rồi, em đang có người tìm nhá. Tìm cái mã váy, tìm chị một vài váy đuôi cá vui. À ok chị Thu Hà Bùi ơi, vui lòng bổ sung cho em xin em số điện thoại để nhà mình chốt đơn nhá. À mà cái màu đấy nhé, em có màu vàng đúng không ạ? Đó các chị ở trên live các chị em mình nhìn à, nhìn giống màu vàng nhở? Em nhìn em có thấy giống màu vàng nhưng mà thực ra ở ngoài lan nó kiểu màu vàng cam đấy chị nhá. Khi mà mặc mấy màu vàng này mới nhìn rõ đây là màu cam đúng không ạ? Đó, bình thường một mình nó này. À, bộ mình nó các chị gái nó nhìn cảm giác sáng hơn nhưng mà các chị ơi đã thêm cái màu vàng của em mặc thật vào ấy thì màu này nó sẽ đậm hơn rất nhiều đấy. Ok chị nhá. À, tay cộc có không ạ? Dạ có chị ơi. Dạ vâng ạ, chị Thúy Lan Bùi ơi, vui lòng bổ sung cho em số điện thoại thì em mới chốt đơn được, không thì nhà mình không có số em mình không chốt được đơn đâu ạ. Đó, rất là khó để chốt đơn đấy nhá, màu cam vàng nhà mình nhá. À, dạ không ạ, tại vì là hàng nhà em ấy ở trên live ấy là nhìn nó giống màu vàng đấy chị ạ. Rồi ok chị đẹp này, hàng cứ bổ sung cho em số điện thoại nhà mình chốt đơn nha. Rồi sang mã mới giúp nhà mình này, mã đang mặc trên người là một siêu phẩm mã số V58 này. Và cái chất liệu này nhà em là chất liệu thô đũi thái chị nhá. Mềm mịn và dày dặn vừa tầm và đảm bảo luôn, hàng thô đũi thái này các chị em giặt tay giặt máy thoải mái, không bay không bay không phai không xù. Đó. Và đang có giá hết sức yêu thương các chị nhá. Ok chị gái vẫn ok rồi thì mình sẽ lên cái mã tay lỡ sau chị đẹp nhá. Ok, váy vào đó mặc nhà em đang có giá là 285.000, mã số V58 bên nhà mình có hai size SM vì mình đang bị cháy hàng rồi nha các chị nhá. 55kg đổ xuống này size M và 50kg đổ xuống đấy cho em size S. Mã số V58 285.000, một dáng váy may mặc thiết kế bên nhà em và có đủ màu luôn ạ. Có một em màu vàng này, có một em màu này như kiểu màu nâu sữa nhá, màu nâu sữa chị nhá. À, một em màu đỏ này, các chị gái ơi, em màu đỏ nhá. Và là một em màu đen, và là một em màu đen đang có giá là 285.000 nha các chị gái nhá. Ok nha. Cái cơ mã nhà em 289.000 chị gái ơi. Ở bữa em mua đầm đuôi vàng mà bảo mẫu hôm mẫu ơi. Bảo. Chị Yến Nhi ơi, em nói luôn là cái đầm thực sự là cái màu này rất là sáng sủa đấy. Rất là sáng sủa luôn, cực kỳ là sáng sủa luôn chị gái nhá, nó không hề già một tí nào. Không hề già một tí nào nha các chị đẹp nha. Em thề luôn kìa, em chính bản thân em mặc cái đầm vàng rồi em thấy rất là đẹp. Mặc dù năm nay em chưa đến 30 tuổi, em chưa đến 25 tuổi cơ, nhưng mà em thấy màu vàng này cũng rất là đẹp nha chị yêu nhá. Em không hề bị già một tí nào chị gái ơi, cực kỳ là sáng da đấy ạ. Rồi, à, mã đang mặc trên người là mã số này V58 này, 285k chị nhá. V58 285k chị yêu ơi. Mình là ok, V58 màu vàng, chị Thúy Hà Bùi cho em số điện thoại chị gái ạ. Mẫu cao và nặng bao nhiêu? Em cao 1m56 này, và em 46kg chị nhá. À, tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S bên nhà mình nhá chị nhá. Đó, 285k V58 này, bổ sung cho em số điện thoại nhà mình chốt đơn nhá. Rồi, em biết rồi chị ơi.
Rồi em mua cho em đi chị gái ạ. Em cũng chốt đơn với các chị em thật sự luôn ấy. Em chốt đơn với chị em cái gì ra cái đấy luôn. Mình có mua được không nha? Cái gì ạ? Mẫu nào Nhi gửi hình cho Ý mình. là Bùi có hàng nhá. Chị Ngọc Trâm ơi, em không hiểu chị gái ạ. Bởi vì là em hơi rốt trong cái phần mà đọc 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 comment các chị gái, em không có dấu đấy, em ngu lắm, không thể nào mà dịch ra nổi ấy. Đó, có gì chị có thể nói lại giúp em hoặc là chị inbox giúp mình nha, bên em đang có người trực phép rồi đấy ạ. Dạ vâng ạ, chị Thúy Hà Bùi có hàng nhá. Dạ vâng ạ, chị Tiểu Gia Gia ơi, cho em xin thêm số điện thoại để nhờ mình chốt đơn nhá. Đó, có thứ ra chốt rồi à. Vâng ạ. Rồi à, Tiểu Gia Gia mà cho thêm một cái V58 một đồng. Ok, Tiểu Gia Gia nhá, có hàng nha chị đẹp nha. Rồi, mã đang mặc trên người ạ. Hải Đinh có hàng nhá. Ok, chị Hà Hải Đinh có hàng này, ok nhá. Em nói chuyện với Yến Nhi à, thế ạ? À? Ồ đấy, ngu lắm cơ, là bởi vì các chị em đó không có dấu ấy, nên là em không biết là các chị em đang nói chuyện với em hay nói chuyện với cùng nhau ấy. Rồi ok. Rồi ok ạ. Ok, chị Võ Thanh Tuyền cho em số điện thoại chị gái ơi, chị Hà Yến Ngô ạ, bổ sung cho em số điện thoại chị gái nào. Ờ hình như là chị Y Hải Yến Ngô, cái tên hơi quen, hình như là mình dồn đơn được rồi đấy nhở. Nhưng mà em không nhớ số điện thoại của chị đã đặt hôm nào cơ, cho em xin thêm số đi. Dâng cảm ơn chị Tiểu Gia Gia nhá, cho em xem màu đỏ đi chị Dỗ đi chị ơi. Màu đỏ đấy, đó, chị gái nào mặc hóng màu đỏ em lên màu đỏ luôn. Hóng màu đỏ là em sẽ mặc lên màu đỏ các chị đẹp luôn nhá. 285.000 nhá, mã số V58 này. 285.000 V58 nhá, đủ màu đủ size luôn ạ. Ok, chị Trần Giàu ơi, có size XL không? Không có, chị ơi, có 2 size SM thôi, nhà này mình em cháy hàng rồi. Không có hàng cơ. Đó, thực sự là chị gái là mua hàng nhà mình phải may mắn, có khi là những chị khác khi phải ghen tị cơ đấy ạ. Là tại sao mà chị này mua được mà chị không hề nào mà mua được, mà sao em không gửi hàng cho chị, ôi hàng hết rồi. Không phải lúc nào cũng có hàng đâu các chị ạ. Hàng mã nào mà chị người đúng 2 size SM với ạ, 5 năm kỷ. À, chị Hải Yến Ngô ơi, nếu mà chị lấy size L nhà mình xin phép hủy đơn, tại vì nhà mình không có size L chị nhá. À, 5 năm kỷ đổ xuống này, size M 50 kỷ đổ xuống này, dùm mình size S nha các chị đẹp nha. Ok, cảm ơn chị Võ Thanh Tuyền đã có số điện thoại rồi đấy ạ. Rồi mã số V58 285k lên form rất là xinh phải không ạ? Đó, tôn dáng và tôn da cực kỳ luôn này. Đang có giá 285k, có màu vàng này, có màu đỏ này, có màu nâu tây nhẹ này và một em màu đen nào các chị nhá. Em cho nãy giờ rồi ạ. À? À dạ vâng, chị Ngọc Trương có cho số điện thoại rồi phải không ạ? Ngọc Trương ạ. Ngọc Trương cho số. À chị Ngọc Trâm. Rồi cảm ơn chị Linh My nhá. Ôi dồi ôi, rất tuyệt vời. Như chị Linh My chắc chắn nhà em sẽ ưu tiên. Đó, tại vì là có địa chỉ rồi đấy ạ. Ôi dồi ok, Tiểu Gia Gia 2 chiếc rồi. Rồi ok rồi, em nhớ rồi chị đẹp ơi. Chị Trần Dầu ơi, sách lời nhà mình không có hàng chị nhá. Rất là chia buồn chị đẹp luôn. 50kg m65 chị Võ Thanh Tuyền ơi. Trời ơi chiều cao cân nặng quá tuyệt vời. Để lấy cho em là một cái gì ạ? 60kg m65 thì nhà mình không có hàng chị ơi. Nếu mà 50kg em đọc nhầm thì chị lấy cho em là size M rồi đấy ạ. Rồi ok chị Linh My lấy size S cho em nhá. Linh điền số điện thoại chưa nhỉ? Rồi ok, cảm ơn chị đẹp nha. Ok, em lấy cái form đuôi cá trước nha. Màu đỏ sét. À chị Hải Đinh phải không ạ? À, rồi ok chị Hải Đinh. Hải Đinh cho em. Hải Đinh. Rồi ok, Hải Đinh chốt hàng chị đẹp rồi nha. À, chị ơi nhà mình không có size XL cơ. Đó rất là chia buồn luôn đấy ạ. Ok chị Trang Môn ơi, mình cao 1m50, 42kg để cho em size S chị nhá. Đấy cho em size S đẹp nha chị nhá. Đó lên form rất là xinh và màu vàng này kiểu màu vàng mơ đấy nhở. Em ơi mặc đi chơi Tết đẹp thôi rồi luôn đấy ạ. Mặc màu đỏ này thì đẹp đúng chất luôn đấy ạ. Ok cho em xem lại cái form nuôi cá được không ạ? Được luôn chị gái nhá. À chị ơi nhưng mà hàng này mình không có size L cơ. Chia buồn với chị đẹp như thế ạ. Này mình có 2 size SM thôi, các chị ít sức cũng ảo của mình đây nhá. Cái váy đuôi cá trước nhà mình là mã số V289 này, đang có giá là 289k luôn nhá. Đó, chị đẹp nhá, rồi chị Hải Yến Ngô ơi, rất là chia buồn. Từ nãy giờ còn vài mấy chị là size L mà size L thì nhà mình là xin phép là hủy đơn. Tại vì nhà em không có hàng cơ. Rồi thông cảm giúp em với chị gái nhá, chị có mua shop em rồi. Ok, cảm ơn chị Trần Dầu rất là nhiều. Ok nhá, mét 655 cân mặc vừa chị ơi. Ôi dồi ôi, chị Nguyễn Khánh Ly ơi, mặc đẹp đấy ạ, mặc được cho em là size M nhá chị nhá. Đây em sẽ là màu đỏ chị gái nhá. Rồi những hành lý chốt đơn luôn cho em. Cho em xin số đi, nhà mình chốt đơn chị đẹp nha. Có màu khác không? Nhiều màu lắm chị ạ. Nhà mình có đủ màu luôn ạ. À nhà em có vàng này, có đỏ đang mặc trên người này, rất là xinh nhá. Cái này mẫu này rất là xinh này. Cái này nhẹ, nói chung hàng, nói chung cứ hàng nào vừa xòe vừa co gối là nhìn được cộng thêm rất là nhiều điểm. Thứ nhất là nó trẻ trung, thứ hai là các chị em mình nó kín đáo, chị em mình có thể thoải mái mang đi làm được. Và thứ ba là lên form cũng rất là đẹp nha chị nhá. Đối chị gái là vào hàng nhà em là hàng này nó không đẹp này. Hàng này lên form rất là đẹp của chị gái nhá. Nhà mình có màu đỏ này, có màu vàng em vừa mặc này.
có một em màu nâu sữa hồ tây này và có cả một em màu đen các chị nhá. Và đồng thời này mình có hai size SM đấy ạ. Ở đuôi cá nhà mình thì có đủ size chị ạ, SM, L, XL thì mình đủ cả luôn ạ. Chị Vui Ngô Hoàng ơi, về chiều cao cân nặng như vậy chị có thể lấy cho em là size S được rồi. Vui lòng bổ sung cho em xin thêm số điện thoại này thì mình chốt đơn nhá. Dạ vâng ạ, chị Thùy Linh ơi, chị có thể bổ sung cho em xin thêm số điện thoại này thì mình chốt đơn được không ạ? Dạ vâng nhá. Chị ơi, chị gửi nhanh cho em được không ạ? Em muốn thứ bảy nhận đồ để về đi chơi, hôm nay thứ mấy nhỉ? Ô chị đẹp ơi, nếu mà chị ở Hà Nội thì em gửi luôn chị gái cũng được, nhưng mà nếu mà chị ở xa em ấy thì vào khoảng tầm 3 đến 4 ngày mới có hàng cơ ạ. Dạ vâng ạ, chị Nguyễn Khánh Ly ơi, vừa cho em size M nhá, chị Nguyễn Khánh Ly nhá. Ok cho em số, đúng rồi, vừa size M luôn, cho em xin số điện thoại đi. Ở đấy chốt đơn với chị đẹp nhá. Rồi, váy đuôi cá nhà em là đủ size luôn, chị đẹp là lấy hàng cứ comment cho em với 289 M vào số điện thoại. Đó, chị Linh Ly em bảo thật, nếu mà chị ở Hà Nội khi là hôm nay hoặc là ngày mai là em cứ có thể gửi hàng chị luôn. Nhưng mà nếu mà chị đẹp ở xa thì em sợ là cái đơn hàng nó không được giao nhanh lắm đâu. Thì cũng phải khoảng tầm ít nhất phải khoảng tầm 3 đến 4 ngày mới có hàng cơ đúng không nhỉ? Đó, còn giao hàng tiết kiệm thì nhà em giao hàng cũng khá là nhanh rồi đấy ạ. Rồi sang mã mà trên người nhá, có vàng em vừa mặc này. Có một em màu đỏ rất là xinh nhá, cái cúc này mình cái tay mình bo rất là đẹp này. Đó. Đúng rồi, chị Nguyễn Khánh Ly vừa xem rồi, cho em số điện thoại đi ạ. Ở nhà mình có màu đen nhá, và nhà mình có một em màu nâu sữa nữa, sâu sữa nhẹ nhàng nha các chị nha. Dạ vâng ạ, ok nào. Size XL này vừa không em? Dạ vâng ạ, với chiều cao và cân nặng ba vòng của chị Kim Anh như vậy chị có thể mặc vừa cho em size XL, nhưng mà tuy nhiên là size XL của mã số V289 nhá. Còn cái mã này nhà em mà chỉ có hai size S và size M thôi ạ. Vâng, mã này mình là mã số V58 đang có giá là 285k các chị nhá. V58 285k này có đủ M và có hai size SM. Các chị từ khoảng tầm 55kg đổ xuống là lấy size M, 50kg đổ xuống lấy cho em size S các chị gái nhá. Em thật là em vừa lên cả 3 màu váy váy đuôi cá rồi đấy ạ. Chị mặc thử mẫu đuôi cá được không ạ? Em vừa lên váy đuôi cá rồi đấy ạ. Có gì chị đẹp vui lòng xem lại like giúp em nhá. Đó, hàng đuôi cá mặc đen lên dáng cực sự là tôn dáng kinh khủng luôn đấy ạ. Rồi ok, sang mã mới nhá. Chất liệu này nhà em nói chất liệu thô lụi thải này, mềm mịn và dày dặn vừa tầm các chị gái này, mềm mịn dày dặn vừa tầm nhá. Chị ơi có Shopee không? Nhà em hiện tại bây giờ không sử dụng Shopee nữa, tại vì khi dùng Shopee thì các chị em không được kiểm tra hàng trước khi nhận. Là cái thứ nhất này, và cái thứ hai không thể đổi trả hàng đâu, mà nhà em luôn luôn ưu tiên các chị gái phải kiểm tra hàng cơ. Thế nên nhà mình không dùng Shopee nữa nha các chị nhá. Rồi sang mã mới nhá, sang mã mới nhá. Em ở Hòa Bình, chị gửi cho giao hàng nhanh cho em rồi. Chị Linh My ơi, rồi bên em sẽ lưu ý này. Rồi Linh My cho em có số chưa nhỉ? Linh My có số rồi chị. Rồi Linh My nhá, để bên em sẽ đánh dấu sao với chị Linh My để nhà em sẽ cố gắng gửi hàng nhanh nhất có thể cho chị đẹp nhá. Rồi sang một mã mới rất là xinh luôn chị ạ. Hàng dài váy vintage nhà mình đẹp kinh khủng khiếp. Em sẽ lên dáng với chị yêu nha. Ok, mã em vừa mặc vừa rồi là mã số V58 chị Khánh Ly ạ. Rồi, đặt hàng nhanh nào, đặt hàng nhanh thì còn nào. Nhanh đây thì còn chị ơi. Ok chị nhá. Mua gì đấy gái. Rồi ok, các chị đẹp đang nói chuyện với nhau hiểu không ạ? Rồi, mã đang mặc trên người là mã số V33 nhà mình. Cùng với tên mã thì nhà mình đang có giá là 330k chị nhá. Và các chị ơi, tại vì sao có cái giá là 330k, các chị xem lên form này. Rất là đẹp và cực kỳ là tinh tế nha các chị gái nhá. Thực sự là có nghĩa là sao nhờ chị ở Hải Yến Ngô nhờ. Rồi inbox cho em đi ạ. Thực sự là hôm nay là rất là nhiều người phàn nàn về cái vấn đề chốt đơn và đi đơn. Rồi ok, bên em sẽ làm việc lại về cái vấn đề đấy nhá. Ok chưa ạ? Rồi chị hết sức thông cảm với nhà em. Tại vì đợt này nhà em quá tải đơn hàng. Sắp Tết rồi, đôi khi người ta còn đang dục dịch nghỉ cơ. Còn em phải dục người ta làm đấy. Dục người ta làm đấy ạ. Váy vào được. Rồi ok, mã đang mặc trên người là mã số V33 330k các chị gái này. Cái mã váy này nhé, mà dáng váy nó nhìn nó hơi tiểu thư một tí, là dáng váy vintage luôn chị nhá. Kiểu vintage ngày xưa này. Đó. Chất liệu này nhé, vẫn là chất liệu thô lũy thái này, mềm mịn và dày dặn các chị nhá, vừa tầm đẹp. Lên form rất là xinh phải không ạ? Và cái đẹp của nó đó chính là từng cái cúp này. Cái cúp này thì em nào làm từng cái cúp một. Nhà mình làm từng cúp một này, xong rồi khâu từng cái cúp một nha các chị gái nhá. Và đang có giá là 330k các chị đẹp này. Đó, lên form rất là xinh luôn.
330k một mã váy đang mặc trên người, các chị em mặc được hai kiểu. Kiểu thứ nhất là kiểu em đang mặc luôn ạ. Đó, và kiểu thứ hai các chị em có thể buông nơi này, rất là xinh các chị nhá. Có hạ đủ size S, M và có cả size L. Các chị đẹp 60kg đổ xuống lấy size L giúp em. 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống, 40kg lên có thể lấy cho chị mình size S đấy ạ. Ok, Trang Moon có hàng nhá. Em lấy cái vàng mã trước phải không ạ? Cái vàng mã trước nhà em là mã số V58 285.000 phải không ạ? Đó, còn cái mã trước nữa, mã đầu tiên này, mã số 289 này, 289.000. Là cái đấy gọi màu vàng, là màu cam chị đẹp nhá. Váy đang mặc trên người này sale. À dạ không chị Goli ơi, váy đang mặc trên người bên em đang bán với cái giá là 2 330k chị nhá. Hàng này em là dạng váy vintage may mặc thiết kế bên nhà mình. Còn hàng 229k là em có tặng quà thế ạ. Tặng quà chứ không phải là sale đâu, tặng quà đó, 29k tặng quà chị đẹp đấy. Thì em hẹn chị ở một live khác thì mình lại tiếp tục tặng quà nhá. Ở nhà em đa số là chỉ tặng quà ở đầu live thôi. Còn bây giờ mình là bán hàng rồi nhá, chị Ly nhá. Dạ vâng ạ, chị Nguyễn Khánh Ly ơi, từ nãy đến giờ chưa có số điện thoại, em không thể làm xuất hàng cho chị được đâu ạ. Rồi sang mã lên mà trên người là mã số V33 đang có giá là 330k này. Và hàng này nhà mình có size S, size M và có cả size L luôn đấy ạ. Các chị đẹp 60kg đổ xuống này size L giúp em nhá. 55kg đổ xuống này size M này. 50kg đổ xuống và 40kg đổ lên là các chị yêu có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S rồi nha các chị gái nhá. Đó, chị yêu là lấy hàng thì như này comment cho em V33 size và số điện thoại mời em dáng váy vintage nên dáng cực kỳ xinh luôn nha. Ok, dạ vâng ạ. À này mình là không có màu khác, có đúng duy nhất một em màu cam thôi. Hàng mình hiện tại đang bị cháy hàng các chị gái ạ. Và thực sự thì màu cam rất là dễ mặc, nó sáng da các chị nhá. Kiểu công sở các bạn đấy. Nói thế là em hiểu ngay, sẽ đem muốn siêu phẩm công sở luôn các chị nhá. Rồi ok. Đây mã này đi công sở đẹp này, em đang bán giảm giá 200.000 chị nhá. Đó, chị Trang Ngọc ơi, cho em xin chiều cao cân nặng của chị đi để em lên váy cho nó dễ. Tại vì có những cái mã nhà mình hết size thì em lên hàng em sợ chị không mặc được. Đó, hàng này em đang mặc có giá là 330 chị Mai Linh nhá. Còn mã này giá là 200k là tại vì size bán 200k vì có đúng một size là size S. Có đúng một size là size S thôi. Và em chỉ bao các chị từ khoảng tầm 50kg đổ xuống này và 40kg lên thì mới mặc được mã nhà mình. Bình thường nhà mình đang bán mã này với giá là 280. Nhưng mà vì có đúng một size nên em đang bán với giá là 230 các chị nhá. Ôi giời ơi, sao vậy? Sao vậy chị? Mèo đẻ 5 con. Cái này, hàng em đang bán trên mạng mà chị người đang có giá là 330 chị nhá. Đó, 5 con. Nhung nhúc nhung nhúc. Cháu nhung nhúc của chị bó ra ra ra, cháu bỏ không có chút tí mà ra chị thở. Chị sợ mà chị lôi ra, cháu bỏ chị đặc dụng để không thích. Chưa thừa chị ạ. Thở đấy nha, chưa thừa. Không có lắp. Không có con chị ấy. Mẹ được thay loạt của đàn mới. Chưa về năm 9 mình đâu rồi nhỉ? Có. Đến công ty luôn. Rồi mã đang mặc trên người này thì mình đang bán với giá là 200k các chị nhá, rẻ kinh khủng luôn. Vừa rồi mình vẫn bán giá là 280 thôi đó. Hôm nay là bán hơn 200k tại vì có đúng một cái size S thôi các chị ạ. Có đúng một size S và có hai màu. Một màu đen và là một màu trắng nhá. Lên phòng vẫn rất đẹp các chị ạ. Dơ thôi. Lên phòng vẫn rất đẹp nha các chị yêu nhá. Vừa bán vừa tặng luôn 200k mã đang mặc trên người. Có hai màu, một trắng và một em màu đen. Đó, chất liệu này nhé, là chất liệu dạ. Hàng dạ tiêu Hàn Quốc nhà mình các chị đẹp nhá. Hàng dạ tiêu Hàn Quốc không phải dạ thường ạ. Nếu mà hàng dạ thường các chị em mặc lên đôi khi nó hơi bị bí là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nó khi mặc lên nó sợ bị ngứa. Đó, nó bị dặm người. Nhưng mà hàng này em là hàng dạ tiêu Hàn Quốc nhà mình làm bằng công nghệ cao rồi. Vậy nên là các chị yên tâm, nên form vẫn rất là đẹp và cái chất liệu này cực kỳ tuyệt vời các chị nhá. Còn đúng duy nhất là một size S và có hai màu, một màu trắng và một màu đen. Đang có giá là 200k các chị nhá. Ok, em này đầm cam xếp đi phải không ạ? Ok chị Mai Linh ơi, cho em xin cái số điện thoại để nhà mình chốt đơn nhá. Ôi chị gái ơi, đầm rất là xinh đấy, cái đầm cam xếp đi rất là xinh đấy. Cái đầm đấy thì em là đầm mà hàng dáng vintage nhà mình mà nhà em cũng không có nhiều hàng luôn. Rồi, mã đang mặc trên người là mã số V62 đang có giá là 200k các chị nhá. Và có đúng duy nhất một em size S và có hai màu, một em màu đen và là một em màu trắng. Ok, cảm ơn chị Mai Linh rất nhiều, có số điện thoại rồi đấy ạ.
một em màu đen và một em màu trắng nha chị gái nhá. Đó, cái phân biệt trắng đen nó chính là cái tay áo với cả cái cổ áo đây. Còn cái nơ thì mình vẫn là nơ màu đen nha các chị nha. Vâng, thì mã đang mà trên người đang có giá là 200k, còn đúng duy nhất một em size S này. Đầm em bao cho các chị em đầm 330. Em đang bán với giá là các chị gái ơi 200k các chị nhá. Các chị ơi từ 50kg đổ xuống và 40kg lên thì mặc đẹp giúp nhà mình luôn nha các chị gái nhá. Đó, em vừa bán vừa tặng các chị đẹp luôn này. Lên form rất là xinh đúng không ạ? Đó là khi em mặc đi công sở đẹp thôi rồi đấy. Cái độ ngắn của nó vừa tầm đẹp nhá, không hề bị ngắn quá luôn này. Đó, chị đẹp nào lấy hàng có một luôn cho em V62 đen, V62 trắng và số điện thoại. Nhất là những chị gái nào mà đang theo dõi livestream của cái chiều cao cân nặng tương đương với cái em vừa nói á, là các chị em quất luôn đi, em khuyên chân thành đi ạ, lên form rất là xinh. Em nói thật rẻ cái khủng khiếp. Vừa rồi nhà em đang bán 280 các chị nhá, vì chất liệu này nhà em rất là đắt rồi, chất liệu hàng dạ tiêu nhà mình ấy. Riêng mua ngoài thị trường là chất liệu này nó phải dao động khoảng tầm 220 một mét vải rồi nha các chị nhá. Được cả lên form rất là xinh này, nhẹ nhàng và tình cảm. Đó. Gọn người cực kỳ luôn ạ. Vâng ạ, chị đẹp nào lấy hàng công một luôn cho em V62 màu đen, V62 màu trắng và số điện thoại. À, chị đẹp nào muốn qua máy sang mạng mới nhá. Mã đi làm công sở đúng không ạ? Ok, sang mạng mới nha các chị gái nhá. 590 rồi. Đang đây mặc ở chị mã này sắp đang bị quy đâu rồi má. Rồi sang mai mới nha. Hôm nay mình đang có giá là 250 luôn nhỉ chị nhỉ? Ok, hôm nay mình sale còn 230k chị nhá. Hàng này nhé, em là kiểu hàng men dày kim tuyến này. Đó, có 2 size M đó chị ơi. Cái túi cái khuy á. Nó có cốt chứ rồi. Chân gì luôn này, vừa đổ. Sao rồi. Rồi, mã đang mặc trên người bên em có đủ màu các chị nhá. Có đủ màu và có 2 size M luôn. Có một em màu bạc nó mặc trên người, có một em kiểu màu nâu này, màu nâu nút này chị gái này. Một em màu đen rất là sang. Và là một em màu đỏ các chị nhá. Và đang có cái giá là bao nhiêu đấy ạ? 230k có 2 size M. Đó. Các chị đẹp từ khoảng tầm 55kg đổ xuống lấy size M giúp em và 50kg đổ xuống có thể lấy cho nhà mình là size S đấy ạ. Mã số V205 đi. Mã số V205 các chị nhá. Đó, ok chưa ạ? Mã số V250k luôn đấy ạ. Váy nhũ 250k chị nhá. Đang có giá là 250k luôn. Có một cho em mã số V250, một em màu bạc các chị nhá. Màu ghi đó, màu ghi bạc đó. Mã số 250 này, một em màu đen các chị gái này. Một em màu nâu nhá, và là nâu nút đó, nâu nhẹ đó. Và là một em màu đỏ các chị nhá. Đó, 230 quên mất. Khổ lắm cơ, bình thường thì mình bán 250 nhưng hôm nay giảm còn 230 và lên form cũng rất là xinh hiểu không ạ? Nhẹ nhàng và tình cảm này, tôn dáng và tôn da cực kỳ. Ở chính xác cái váy này nhà em là cái tay dài đấy, nhưng mà em thích sáo lên vì sáo lên nhìn nó trẻ trung hơn một xíu nha các chị nhá. Đó, lên dáng cũng rất là xinh này. Nó không hề ôm quá và cũng không hề rộng quá, hay là em nó hơi rộng người một tí này. Chị đẹp mà lấy hàng có mừng cho em 230 này, màu này và số điện thoại các chị nhá. Hàng này nhà mình có 2 size SM. Còn có 2 size SM. 55kg đổ xuống lấy size M. 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho nhà mình size S nhá. Rồi, chị đẹp nào lấy hàng có màu luôn cho em là 230 màu ghi sáng ghi cái gì ạ? Màu ghi nhá, 230 màu đen này, 230 màu nâu này, 230 màu đỏ và số điện thoại. Chị đẹp là muốn qua mã cho em xem sim 1 chấm sang mạng mới luôn. Lên form rất là xinh nhá. Đó, hàng này là may xếp ly tại đây nhá. Có chị ơi tưởng là chị ơi nhà chị may chuồn đây à? Không chị ơi, hàng này mình là may xếp ly ở đây nhá. Đó, lên form rất là xinh này. Gọn người cực kỳ luôn nha chị nha.
À chị ơi, cái này em khuyên chân thành luôn chị Nguyễn Thu ạ, là chị gái nào béo bù và mặc thoải mái, tại vì hàng này nhà em không hề không hề ôm quá, rất là giữ dáng nhá, che được bụng luôn. Đó, vì chính ra cái đoạn này nhà em máy semi tạo cảm giác che bụng rất là tốt chị nhá. Và có hai size M chị đẹp ạ. Đó, khuyên chân thành, chị gái nào mà béo bụng thì mặc thoải mái cho nhà mình, không sợ bị lộ bụng đâu. Lên form này các chị xem này cũng rất là xinh nha chị nhá. Gọn người cực kỳ luôn ạ, không hề bị béo một tí nào. Rồi. Ok, chị đẹp nào lấy hàng combo luôn cho em 230 màu và số điện thoại. Chị đẹp nào muốn qua mã cho em 1.5 qua mã luôn ạ. Ok, 60 ký là nhà mình chưa có size, nhà mình đã bị hết size rồi. Có đúng 2 size M thôi chị ơi. Thì các chị 55 ký đồ số này M, 50 ký đồ số này S giúp mình nhá. Đó. Còn 60 ký là hẹn chị ở một cái mã khác nhá chị đẹp nhá. Rồi rất là. Đó, ok, ok, sang mã mới nhá. Chị em vào lấy hàng combo luôn, không em sang mã mới này. Số nhiều váy lắm. Dạ nhiều váy xinh lắm các chị gái ạ. 230k rẻ như cho luôn. Rẻ như cho luôn chị ạ. Ghi này, đen này, nâu này và đỏ nhá, đủ cả nhá. Đó, lên form rất là xinh. Lấy hai này comment nhanh giúp mình, không là em sang mã mới đi ạ. À dạ vâng, chị Nguyễn Thu ơi, 52kg lấy cho em size M đẹp thế ạ. Đấy, em bảo rồi, 55kg đổ xuống có thể lấy size M. Còn 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị em có thể lấy cho em là size S rồi đấy ạ. Đó, 52kg chị Nguyễn Thu có thể lấy cho em cho mình size M chị nhá. Và cái màu nào lên dạng rất là xinh này, lên form rất là đẹp, đặc biệt chị gái nào mà hơi kiểu có mỡ bụng một tí thì mà cũng số ơi không hề lộ bụng một tí nào luôn. Với dáng này em đâu phải là dáng ôm đâu, đó. Dáng này em mà dáng hơi xương một tí nhá, và lên form rất là tôn dáng và tôn da chị em nhà mình. Rồi, lấy hàng comment cho em là mã số V230, màu và số điện thoại nhá, không em sang mã mới các chị ơi. Rồi chị đẹp Nguyễn Thu lấy hàng để bổ sung cho em số điện thoại nhá, không em sang mã mới đấy các chị ơi. Làm gì nhỉ? À cái mẫu chị người em là một em màu ghi chị ạ, kiểu màu ghi bạc ý, màu ghi bạc chị nhá. Đó, cái màu này mặc rất là sang luôn. Nhà mình có ghi bạc, có đen này, có đỏ, có nút luôn đấy các chị nhá. Rồi sang mạng màu giúp mình, hay mình cũng có hết hàng rồi sao á. Màu gì ý nhờ chị nhỉ? Trắng đen đây mà, trắng đi rồi. Rồi mã mà chị người vừa bán vừa tặng các chị gái này 250 nhá. 250 này. Đó. Hàng này nhé, là một em chất liệu hàng dạ tiêu tiết nha các chị đẹp nha. Đó, mã là mã trên người bên em thì có hai màu cho các chị đẹp bên nhà mình lựa chọn nhá. Một em màu trắng và là một em màu xám nhá các chị yêu này. Hàng này nhà em là siêu phẩm chất liệu hàng dạ tiêu Hàn Quốc nhà mình và đang có cái giá là 250k các chị ơi. Mã số V59 vừa rồi bán với giá là 290 ngang ngửa 300. Hôm nay còn có 250 này các chị đẹp này, và đồng thời mình có đúng 2 size SM các chị nhá. À, các chị đẹp 53kg đổ xuống lấy size M này, và các chị yêu từ 48kg đổ xuống có thể lấy cho nhà mình size S nha. À, cái tay cái túi đây mình còn cái áo váy đây mình có túi này, nên tại cả lớp nhìn nó tiện hơn rất là nhiều nhá. Đựng đồ này, son phấn rồi tiền bạc các thứ nó rất là thoải mái nha các chị nha. Đó, hàng này là mã số V59 này 250, có 2 size SM đó, và lên form này các chị em rất là phù hợp để chị em mình mặc đi làm công sở nhá. Chất liệu dạ tiêu Hàn Quốc bên nhà mình, lên form rất là xinh, nhẹ nhàng tình cảm luôn. Rồi, chị đẹp nào lấy hàng combo luôn cho em là mã số bao nhiêu ạ? Mã số V59 này, màu ghi xám này, mã số V59 màu trắng này. À, vào cho em số điện thoại đằng sau nha chị nhá. Có 2 size M, 53kg đổ xuống lấy size M. 548kg đổ xuống lấy size S giúp mình nha các chị nhá. À cái phao đỏ có màu nó bắt vào chị một cái màu ra. Cái phao đỏ nào thì mình lúc mà chị đưa cho em tặng hai cái màu là 470 chứ. Em vẫn làm cái màu chứ. Đơn mà chưa có hàng à. Chị để vào chỗ em chưa tạo, đơn chưa có hàng. Chị
đưa cho em tao, thì em vứt lại một cái mơ vào ngăn kéo ấy chị. Sao đỏ nhìn mình 470, em thật mua hàng phao thì em chỉ có lợi thôi. Bình thường á chị em mua hàng phao ngắn bao nhiêu à? Cái tiền mua phao ngắn sao nhà chị Hương mua phao dài được luôn thôi. Mà cái tiền á chị em mua phao dài sao nhà chị Hương mua được hẳn 2 cái áo phao dài luôn ý ạ. Đó, mình bán rất là rẻ luôn nha chị nha. Cái áo phao này đang bán giá là 470. Là cái giá các chị ở ngoài trường em bán 470. Ở ngoài kia kiểu gì người ta phải bán 800 đến 1 triệu chị bình thường một cái này. Đó, phao này rất là xinh, cực kỳ ấm nha. Siêu ấm này. Siêu ấm và siêu nhẹ luôn nha chị nha. Xong đóng xong để vào đấy luôn nữa. Hoặc là nhà mình 470 chị đẹp nhá. Hoặc là nhà mình trần bông rất là kỹ luôn này. Đó, chị đẹp nó lấy hàng cứ có một chị em nó pha 470 vào số điện thoại nhá. Ok, xong áo mày mới với các chị nha. Ôi các chị cả ơi. Ở đây chị để cho em một cái đen này. Sao mà mày mới các chị đẹp nha. Rồi các chị ơi, các chị hóng hài mình thật sự luôn. Các chị em sống liên tục như này. Tổ nghề nghề của em anh nha. Tổ nghề nghề. Tổ nghề nghề quá. Em kính nghe em ấy này. Đấy, rủ đứa nào rủ lọ này. Chị nghe thấy có điện này. Em bảo em mà cầm về ngủ. Em mới về em kể chị luôn. Bao nhiêu chị nhỉ? Thôi, 25 kể là đúng rồi, đi xe rồi chị. Rồi xong mà mày mới nhá. Hàng này thì em là giá hơi gọn người một tí. Em có giá 250 này. Mấy 55 và 53 cân. Rồi hôm nay mình đang có giá 250 chị nhá. Các chị xem gần giúp mình. Lên giá rất là xinh nhưng nó hơi kiểu giống hơi tiểu thư một tí các chị gái nhờ. Tuy nhiên là này các chị em có thể thoải mái mặc đi làm nha các chị nha. Lên form rất đẹp. Cái chất vải này nhà em là chất vải hàng tuyết hàn nhà mình các chị nhá. Chất vải tuyết hàn nhà mình này. Đó, nó mềm mịn, nó dày dặn và nó co giãn các chị nhá. 250 mã số 02. 250 mã số 02 có đúng duy nhất một chiếc size S ở nhà. Em bao các chị khoảng tầm 52kg đổ xuống này. Và 40kg lên một điều rất là đẹp các chị nhá. Và hoàn toàn ở ngoài này sẽ đẹp hơn trên line rất là nhiều. Các chị có thể xem gần luôn mình đi ạ. Đó, okay, để em để gần các chị em thì có một cái nhìn rõ nhất, tương quan nhất về sản phẩm bên nhà mình nha. Từ cái đường eo nhà mình mua ạ. Có măng tô không xốp dạy Minh, hiện tại nhà mình là măng tô nhỉ? Có, em có, lá em khoác luôn đây này. Có nhá. Nhưng mà không có cao cấp. Nhà mình có măng tô các chị nhá, nhà măng tô nhà em măng tô may đó. Hàng nhà em là hàng cao băng tô, hàng cao cấp nhà mình may á. Thế không phải là hàng nhập đâu nha, nhà mình đang bán thì giá băng tô 750 đúng không nào ơi? Vâng. Đây măng tô này nhé, là hàng măng tô nhà em may đang có giá là 750 nha chị đẹp nhá. Hàng măng tô cao cấp bên nhà mình, nói chung là kể cả hàng nhà em bán giá 750 thì đảm bảo luôn ở ngoài thị trường sẽ dao động ít nhất là khoảng tầm 1,5 triệu là chuyện bình thường. Đó, em nói rồi, mua hàng phao nhá. Cái tiền mua hàng phao ngắn đếm với nhà chị Hương mua phao dài được. Mà cái tiền các chị em mua phao dài ở ngoài thị trường đếm với nhà chị Hương mua được hẳn 2 cái phao dài luôn đi ạ. Dạ vâng, ok, cảm ơn chị Nguyễn Khánh Ly nhá. Rồi Khánh Ly là có hàng rồi đấy. Bây giờ mình thấy chị đẹp có mẩn cơ, không biết là chị mất tích đi đâu ý. Rồi mã măng tô mặc trên người của giá là 750 chị nhá. Lên form rất là xinh nào. Tuy nhiên là các chị em có thể xem cái video clip mà em có quay ở trên fanpage rồi nhá. Nhà mình có quay trên fanpage rồi nhá. Nhìn rõ nhất về cái gì ạ? Về cái chất liệu này, về cái dáng dấp hàng măng tô nhà mình nhá. Ở trên này đôi khi là nó không được rõ lắm đâu chị ạ. Lên form rất là xinh chị nhá. 750k này, đẹp kinh khủng luôn. Đó, 750k hàng măng tô này nhà em mà chốt ở trên inbox nhá. Các chị em chụp ảnh màn hình và inbox giúp em nha. Cái tay này mình rất là trẻ trung các chị nhá. Đó, hàng này nhà mình là có cả một lớp nốt sinh hiệu trong này. Hàng này nhà em hai lớp này. Có thêm một lớp nốt sinh hiệu đằng trong các chị gái nhá. Cái tay mình bo rất là đẹp nha. Cái này chưa làm đầu gì đâu. Làm đầu, hơi to. Mà các chị ơi, bình thường là măng tô mặc lên nhìn kiểu sẽ là rất là cá tính luôn đấy chị nhá. Rồi ok, 750 phải không ạ? Rồi chị đem vào đây lấy hàng, tôi cho anh màn hình lấy inbox cho em nhá. Mình đứng giữa con sóc.
Em xinh nhỉ, em hơi già. Đẹp mà nhỉ. Em xinh hơi già chị nhỉ. Anh em cái điên cô. Điên cô gì? Điên cô gì nhỉ? Điên mà. Được. Hơi già. Chị kiến sáu bảo. Xinh phết là thế này xinh. Cổ đẹp mà nhỉ. Ừ, cái này cũng đẹp. Chị mặc cái này có vừa không? Em chị biết được mặc cái này, em biết được đẹp chứ. Mày mẹ ế chị thấy. Cái này cái gì vậy? Mày đẹp mà. Chưa hình như mặc sai hơi rồi. Rồi mã năm mà trên người hàng này nghĩa là một siêu phẩm hàng len lụa nha chị các chị nhá. Không phải hàng len ép đâu ạ. Và này mình hiện tại có đúng duy nhất một màu. Có đúng duy nhất một màu các chị gái nhá. Em đang mặc size L này rộng kinh khủng luôn. Size L này các chị gái phải khoảng tầm 60 tỷ đổ số mặc em cơ. Em này em chỉ mặc size S nhà mình thôi ạ. Đâu gì vậy? Làng chiều khô. Sáng nay á? Năm nay. Làm gì hỏi giống dơ. Mong lắm mặc đi vào. Thế á? Ờ. Đấy, bà lễ vẫn chưa trải, anh em mình cái ảnh nhỉ? Mãi là gặp em bà. Đây em mặc size đúng size S lên form rất đẹp luôn này. Cái này nhà em là hàng may nha các chị nha, không phải là hàng lên S này, nhà em là hàng may này, hàng ngắn tay các chị nhá. Siêu phẩm ngắn tay nhà mình, hàng lên S rất là dày dặn và mềm mịn, nó đanh hơn rất là nhiều này. Đó, yên tâm các chị em giặt tay giặt máy thoải mái, không bay không phai không sai phai. Bay không bay không phai không xù luôn các chị nhá. Rồi mà nó mặc trên người bên em thì có đủ size với không chị gái nhở, có S có M và có cả L các chị nhá. Thế N là em mãi vừa mặc đó à, các chị gái 60 kg đổ xuống này L giúp em này, 55 kg đổ xuống này M và 50 kg đổ xuống 40 kg đổ lên là các chị có thể lấy cho mình sẽ S rồi đấy ạ. Lên form rất là xinh này, thực sự luôn. Váy thì em chẳng có cái gì ngoài cái tôn dáng và tôn da cực kỳ. Và được một cái đây, chất liệu của nó rất là tuyệt vời các chị nhá. Em vừa bán vừa tặng các chị gái luôn, mã số V68. Đúng với cái mã của nó vừa rồi em bán với giá là 286.000, nhưng mà bây giờ em bán các chị gái là 230k. Em đảm bảo luôn là cái giá thành tốt nhất trên thị trường với chất liệu này, cái dáng dấp này. Đó, 230k mã số V68 nhá, size M L đủ cả và lên form rất là xinh luôn. Chất liệu lại hàng này nhà em là hàng len lụa các chị nhá. Chị gái nào mà tinh mắt nhìn một phát là biết ngay luôn này. Sáng nay nhà em dáng tay lửng nhá. Hàng dáng may mặc nhà mình luôn chứ không phải hàng nhà em đi nhập đúng không chị gái này. 230 chị nhá, chị ơi. Gia Lâm Hà Nội thì mấy ngày nhận được ạ? Gửi luôn chiều nay cho em được không ạ? Chị Nguyễn Khánh Ly ơi. Gia Lâm Hà Nội có làm mà. Lấy mã gì? Có thể ở đây vì chiều nay nhà mình ok, nếu mà chiều nay nhà mình có ship ý, thì nhà em sẽ ship cho chị đẹp luôn nhá. Rồi thì nhà em sẽ đánh dấu sao của chị giờ chị Khánh Ly nhá chị nhá. Ok chưa ạ? Chị bảo chị đánh dấu sao chị nào nhỉ? Em có đánh không? Chị Khánh Ly lấy cái mã đó chị phải, chị Linh My phải gửi vào giao hàng nhanh cho chị ấy. Đúng không? Đúng không? Giao hàng nhanh đâu nữa? Không biết. Đây, tôi phải gọi điện chị này luôn này. Rồi các chị ơi, mã đang mặc trên người 230, số hàng này đẹp kinh khủng khiếp. Rồi chị gái lấy hàng có một lua cho em sang mã mới đấy. Rồi em chào các chị đấy ạ. Rồi các chị gái ơi, hôm nay chị gái nào mà theo dõi livestream bên nhà mình còn hóng mã mới nhà mình nữa. Rồi khi mình hẹn các chị ở một live khác thôi nha các chị đẹp nhá. Còn bây giờ thì chị em xin chào các chị và chúc các chị một buổi chiều vui vẻ. Rồi chị đi ơi, bên em lát nữa sẽ có người gọi điện một chút đơn chị gái nhá, và đi hàng nhanh nhất có thể cho chị. Nếu mà chiều nay nhà mình có đơn thì nhà mình có thể chưa đi vào chiều nay được này. Đó. Hoặc là có thể là ngày mai thì mình sẽ đi nhá, chưa chắc hôm nay và ngày mai thôi ạ. Ok chưa? Rồi ok rồi, xin chào các chị và chúc các chị em một buổi chiều vui vẻ nhá. Bye bye các chị nha. Hẹn các chị một live sau nhá.